đến với trang g22.com để có thể mua được những game bản quyền với giá cả phải chăng. Hello, xin chào mọi người, quay trở lại với My Time at Pop. Chúng ta tiếp tục với phần trước. Phần trước chúng ta đã nhận nhiệm vụ đi làm một cái cầu đậu xây xây cầu, người đi xây cầu kẻ hồ hả? Nhầm, ý mình là người chúng ta sẽ đi xây cầu. Để xây được cái cầu theo mình biết thì sẽ tốn khá nhiều công sức đấy. Đây, để xây một cái cầu. Ui vãi cả. No, nhiều thế. Còn tin nữa đây này. Tin ôi xưa. Nhiều vãi cả linh hồn luôn. Trước khi làm cái này, chúng ta còn phải làm cái copper pipe, copper bar. Oh no, còn hardwood nữa. Oh, that's a lot of shit. Nhiều đồ vai cả. Ôi, mình cần phải làm cái này nữa trước nữa cơ. Chúng ta cần 12 copper ore và 50 stone. Nhưng bây giờ thì hết hơi rồi. Tầm này thì hết hơi rồi. Ok, đi ngủ phát đã. Tính sau. Rồi, đi ngủ, tối rồi. Ồ, mình cũng còn phải sửa nhà nữa nhỉ. Nhưng mà từ từ đã. Không biết là có đủ không cơ. Không biết. Cảm ơn là đủ. Bao nhiêu đây? Ôi, không đủ rồi. Nhìn này đã biết không đủ rồi. Như này không biết không đủ. À không, thật ra đủ. Thật ra đủ. Đủ. Đủ đúng không? Không, đủ đi mà. Đủ. Hay lắm. Nhà lại tươm. Tất cả những cái lỗ đã được sửa. Bây giờ mình có thể ngủ ngon. Hay lắm. Ngủ ngon là ngày mai là đầy. Mình có thể làm được mọi việc nếu mình muốn. Đấy, 240 trên 240. Quẩy lên. Bây giờ trước tiên ấy. Oh, hello, ông này làm gì đấy? Fisherman, one of seven brothers. Quiwa, một trong bảy anh em câu cá. Này, cậu là người xây, thợ xây mới phải không? Tôi là Quiwa, tôi yêu cá. Nhưng mà một con cá lớn đã làm gãy cần câu của tôi ngày hôm qua. Cậu có thể làm cho tôi một cái nữa không? Cái mới được không? Ok. Cảm ơn, cảm ơn. Ok. Vậy là chúng ta sẽ cần phải làm một cái cần câu cá cho thằng già này. Cần câu cá là cái này đúng không? Cần rất là nhiều gỗ. Làm để bằng cách đá cây. Đá cây. Và một copper bar. Copper bar thì mình nghĩ là mình có thể làm được với một cái này đúng không? Ôi bà cái cơ. Ồ, nhiều việc quá. Ồ, chặt cái cây xuống. Hó. Hò, hò. Rồi, chúng ta sẽ phải đi chặt cây này. Cái vấn đề chặt cây là cái vấn đề vô cùng quan trọng. Chúng ta cần phải làm mỗi ngày. Không muốn làm thế nào cả. Đâu, má, dùng nhiều cây quá. Nhờn, nhờn, nhờn. Có cây nào mà nhỏ nhỏ tầm này thì mình có thể chặt được. Nhưng mà cây này theo mình biết là mình không được rồi này. Biết ngay, ok, mình có thể đá cây. Không có. Cần phải đá mấy cái cây này để... Cây này không đá được, cây này to quá, cây cổ thụ rồi. Không đá được. Những cây nào trông nó vừa phải thôi thì mình đá được. Như cây này, cây này cao rồi, khi đá được rồi. Đá được không? Ờ, đá được này. Họ. Không rơi. Má. Thôi có cái cu cun nó đâu. Ê. Cu cun. Có thì rơi xuống đây. Ô, đấy rơi một cái rồi. Ê, hai cái này. Có cả cái gì nữa đây. Xoài à? Group. Oh, quả nhựa. Ok, càng tốt. Mình hình như quả nhựa cái là dùng để làm bộ quần áo làm việc hay sao ấy. Cái nhạc này nghe tèo 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 tèo. Ờ, cái bài này đúng rồi, bài remix của cái bài clap your hand hay sao ấy. When you happy you clap your hand. Tẹt tạch tạch. Mình không nhớ đầy đủ tên bài lắm thôi. Và tôi hát nó cũng dở nữa. Ông đừng đánh giá tôi. Không, tôi hát được đến vậy thôi. Quá đáng. Không phải ai ông sinh ra là làm ca sĩ đâu. Cũng như không phải ai sinh ra cũng làm họa sĩ được. Hay là làm
YouTuber được, hay là làm hà diễn viên hài. Mình không thích Hải Trấn Thành tí nào cả. Ok, mình cần phải sang bên kia để mình chặt cây đúng không? Bên đây cái này được này. Cái chết cây không biết chặt được không? À, không được à? Được không? Oh, level! Tết. Không rõ là cái lượng gỗ này của mình đã đủ chưa đây. Mình đang chặt cây, mình làm gì ấy à? Mình định làm cái woodcutter đúng không? Đậu, từ từ xem nào. Làm woodcutter đâu? Woodcutter mình cần copper ore, rất là nhiều đá. Chả có gì liên quan gỗ à? Tại sao mình cứ đi chặt gỗ vậy? Phí sức vãi cả linh hồn. Nice. Mình cần bao nhiêu viên đá? 50 viên đá và 12 cục copper ore. Yep, chúng ta phí một đống đồ vì không để làm gì. Làm gì đấy? Mình đang cần cái này mà. Cái này mỗi cái làm việc đều có cái animation riêng nhá, trông rất là hay nhá. Nó không như kiểu Minecraft làm cái gì cũng cần đấm tay vào gỗ. Không phải là tôi chửi Minecraft hay gì cả. Không phải là người gọi là thấy mới nơi cũ hay là cái gì cả. Nhưng mà tôi phải công nhận là cái trò này nó hơn hẳn so với Terraria hay là Starbound hay Minecraft đi. Mỗi cái đấy toàn dùng một cái animation để làm tất cả mọi thứ, trong khi cái này mỗi cái mình đều làm khác nhau rồi này. Đấy, chặt cây cũng có riêng mà đào đá cũng có riêng. Đào đá à, côn luôn. Ho. Đó là có cả đồng rồi này. Có đồng nữa là tốt, tại vì mình đang cần rất là nhiều đồng. Cái vấn đề ở đây là khá là khó để kiếm đồng ở trong trò này. À và đúng rồi, mình còn chưa nói mọi người một cái vụ khá là quan trọng. Tức là mình không đào cái này. Tức là cái tòa tháp mà chúng nó nói đến ấy, tức là mình có thể vào để mình đào được đồ á thứ ấy. Nó không cho vào free. Tức là nó bắt mình phải có tiền thì mình mới vào được. Thế hiện tại lúc đầu mình chỉ có thể lấy được ngoài này, hoặc là kiểu tìm cách nào đấy là khai thác đồ rồi mình đấy, mình ấy. Đây, cái loạt cutscene này cho mọi người biết. Remington, chào cậu mới tới đào khoáng à? Vâng, tốt rồi, để tôi giải thích tất cả những cái gọi là gì nhỉ? Đống đổ nát, nó gọi rune là cái gì? Quên mất tất cả những cái rune này trong tầm kiểm soát bên trong thành phố tự do, những thành phố tự do, liên hiệp những thành phố tự do được quản lý bởi Civil Corp, công ty dân sự à? Civil là dân cái gì gì đấy. Để vào được những cái ruin này bạn cần phải trả tiền bảo, gọi là tiền bảo trì. Nhưng mà nhìn nó nát đến kia, chúng mày rốt cuộc chúng mày bảo trì cái gì hả? Khi vào sẽ được một cái tên lửa và một cái máy scan, những cái vật khá là quan trọng. Đào sẽ đào khoáng sản dễ hơn khi có những cái thứ đó. Khi ra bạn sẽ giả được phải giả lại, chú ý chúng rất là hiếm. Cái bên cạnh tôi đây là một run bỏ hoang, không có quái vật hay robot ở trong đó, chỉ có khoáng sản và vật phẩm như đá sức mạnh. Cái gì cậu tìm thấy ở trong run của cậu, ngoại trừ nó là vũ khí tối, cái gì vũ khí cổ đại, cậu cần phải mang trả lại cho cần phải nộp cho gì nhỉ, nhà thờ à? Church for destruction, để phá hủy. Ok, tôi xong rồi, hãy vui vẻ trong đấy. Ok, để vào đây nếu mình không nhầm là cần bao nhiêu, nhưng mà ông già ấy vãi liệu. Ok, để giật mình, cứ tưởng ông quay lại ông biến mất rồi. Mình không biết được là làm sao để mất bao nhiêu tiền để vào đây. Fuck, có dấu hỏi chấm ở đây nhưng mà 80 vàng. Ok, mặt với mũi, mình cần có 80 vàng để có thể vào đấy. Mình không biết là bán cái gì để mình mới được 80 vàng. Hiện tại chúng ta chưa vào đấy được. Trước tiên chúng ta cần phải đào đá để gọi, nói chung là đào các thứ, kiếm các thứ để bán đủ 80 vàng. Không biết là liệu mình có đủ được hay không.
khá là khó. Đào này đâu? Họ. Ô được này, ngon, may quá. Trông nó to quá, mình cứ nghĩ là không được. Hư. Họ. Họ. Đâu? Toàn đá. Cái này chơi giống chơi xổ số quá ông mày. Dò xem cái nào được không, cái nào không được. Đây, cái bé lại ra. Nhìn cái to cứ tưởng nó ra nhưng nó không ra. Cái bé tin hên thì nó lại ra. Bất ngờ chưa? Đâu má. Mình cần 50 cục đồng. 50 cục đồng. Jesus. Mình mới có 10 cục. Holy fuck. Tao không đào cái đấy, điên à? Họ. Đấy, cái này. Muốn gì chứ sao? Nó không biết. Cậu phải nói gì nữa. Hả? Chỗ này không có. À, cái này. Hựa. Hựa. Ui, sủi ngon quá. Chai quá. Rồi được chưa? Ổn chưa? Thử xong rồi đúng không? Mình có 12 đồng. 12 đồng. 12 Việt Nam đồng. À, có cái đống này thì mình không rõ là có đủ không. Cứ về kiểm tra lại xem. Ít nhất thì mình vẫn làm được gọi là một cái để làm cái cần câu cá. Và thấy chúng nó bảo còn phải gọi là mấy cái rate của cái xưởng mình còn dựa vào thời gian nữa cơ. Ôi đây cũng đá nó trốn đấy. Mày tưởng mày trốn được tao á? Mày nhầm rồi. Đấy có đồng ngay. Sơ. Sơ. À, xem nào. Trước tiên kiểm tra xem cái dở hơi kia. Mình cứ để cái lon nước bên cạnh tí nữa thì có cần 12 cái ngon. 50 stone ngon. Vừa đủ. 99 stone luôn cơ. Mình cần làm 5 stone brick và 4 copper 3. Ôi trời ngon quá. 5 stone brick. Mình cần phải nhét hết xăng vào đây đã. 5 stone brick vãi cả linh hồn. Và khi làm cái này không làm cái khác được. Mày đùa tao á? Jesus. Fuck my life. God damn it. 12 tiếng nữa, bây giờ là 4 giờ chiều. Ý mày bảo là tao đi ngủ luôn cho xong phải không? Biết thế mình ngồi mình làm cái đống đồng trước có phải xong rồi không? Mé. Thôi tranh thủ lúc này đi đào thêm đồng vì đằng nào mình cũng cần 3 cục đồng nữa để mình làm cái cần câu cho cái thằng béo bệnh kia. Nhưng mà không biết là đá ở đâu để mà đào bây giờ. Mình không nên chạy. Mình đã còn rất là ít xăng rồi. Tầm này mà mình chạy là xong đấy. Không còn sức để mà làm việc nữa đâu. Kiếm thứ đá để đào tiếp. Đá này ai cần. Cần đá để đào. Khổ thế đấy. Lại còn tiền để lo để mà vào được trong đấy để làm việc nữa cơ. Từ từ xem item cho mình có những cái gì nào. Mình có cái marble này để chế tạo. Mình nghĩ mình sẽ bán cái này khi mình có cơ hội. Mình nghĩ là hiện tại mình chưa cần dùng gì cái beaver ấy cả. Thế nên là mình có thể bán được. Hey, con bùn nhìn này trông hay. Giờ kiếm đâu ra đá để đào tiếp đây bạn ơi. Đá ở nơi đâu bạn ơi? Đá ở đây có được bạn ơi? Cóc. Đào trượt lo cũng tính điểm. Má. Quân lừa đảo. Quân ác ôn. Phường cướp ngày. Chúng mày là lũ súc sinh. Đâu. Đào trượt nó cũng tính điểm mà. Thực ra thì nó hợp lý thôi. Vì ngoài đời nếu mà bạn có đập đầu vào gọi là bạn có đào trượt ở ngoài đời thật ấy, thì bạn cũng sẽ mệt thôi. Không thể nào mày, không phải là mình đào trượt xong mà chứ tôi không, cái đấy không tính. Đáng lẽ tôi không mệt tôi. Cái đấy đào trượt không tính. Không, ngoài đời không hoạt động như thế mà. Tôi hiểu. Có nhỉ, có hình như là hết đá rồi hay sao ấy. Thôi đằng nào cũng phải đợi thôi, về ngủ vậy. Buồn. Má. Chạy đâu. Thôi tầm này chạy đi. Tầm này đào nào cũng không cần nữa rồi, chạy đi. Mình không nghĩ là đằng xa kia có đá.
mình chưa đi được, hay là mình cứ thử kệ đi xa tí xem nào. Có này toàn vịt với cả cá. Oh, hello Emily. Emily. Hello. Chat. Granny having trouble remember, bà đang có vấn đề nhớ những thứ linh tinh. Không biết có cách nào giúp bà không? Ok, đây là một đứa con gái. Ở đây, sau này nếu mình thích mình có thể tán. Á? Mình đoán thế tại vì có phần relationship với cả tặng quà các kiểu. Nên mình đoán được. Đây là cái trang trại của Sophie à? Không rõ, không biết là có cái gì ở đây. Còn cái này là cái gì đó? McDonald's á? Nhà của McDonald's á? What the fuck? McDonald's cái gì? Còn mình không nhớ lắm nó cái gì nhỉ? McDonald's Hepper Farm ấy. Và trùng hợp không? Trong trang trại của thằng McDonald's rất nhiều bò. Ok, không biết là có ai biết câu hỏi đấy không? Cái gì mà Oh McDonald have a farm. Cái bài nó như kiểu đấy nhưng mình không nhớ đầy đủ đoạn sau có gì. Gắt có vẻ là không ú từ từ đã. Từ đã. Hãy từ tốn đã. Có gì hot rồi không? Dạ, chẳng có gì cả. Ôi, có mấy con quái vật đang. Quái vật mình sẽ giới thiệu cho mọi người sau. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Để mai còn dậy mình còn đi đào. Mệt rồi. Strip Club. Chúng ta sẽ đi ngủ trong Strip Club. Cô đọc bộ giày đầm. nó không trong sáng. Nó không trong sáng đến mức gọi là cô đọc bộ giày đầm đâu. Ok. Xung quanh đây có đá. Cái gì mình chặt nó sẽ mất luôn á. Mày thật mày nghiêm túc à? Mày thật à? Bạn nói thật đấy à bạn? Thật luôn đấy. Đậu. Ủa xong rồi. Mình cần 12 cái à? Mình cần 4 cái à? Tớ cần 4 cái à? Chắc là 4 cái không bạn ơi. Từ từ à. Bây giờ để build cái này chúng ta cần 5 stone brick là xong này. 4 cái copper bar để chế tạo bằng 2 copper blade. Gần được. Rồi. Từ stone ở đâu rồi? Stone base. Đây. Cái đống này chắc là mình bán được. Ok. Rồi. Có cái bàn bằng đá rồi. Bây giờ cần lưỡi bằng đồng nữa thôi. Trong vòng 9 tiếng nữa. Vãi cả linh hồn. 9 tiếng tức là lúc 17 giờ tối nay. Trên kênh VTV3 chúng ta sẽ có 2 cục đồng. Jesus. Má. Mất thời gian thế. Đúng không nhỉ? 17 giờ tầm đấy. 9 tiếng nữa, 9 tiếng rưỡi. Không 17 giờ thì 18 giờ, 5 6 giờ gì đấy. Để bán cho thằng này ít đồ vậy. À không, thằng này không liên quan. Cút đi. Tao cần đây có merch shop đây, mình có thể bán đồ vào đây. Đúng không ạ? Yep. Bán đồ vào đây. Yes. Hết được không? Có cách nào cho mình có thể thế này. Confirms. Cái này bán được bao nhiêu? Cũng chỉ một thôi á. Thật à? Ô nhưng mà mình có 98 rồi. Thôi ta chỉ cần 98 thôi. Mình nghĩ là đá thì không cần thiết lắm ấy. Vì khi mà mình vào trong cái khu vực khai thác thì mình chắc là sẽ có nhiều đá hơn so với ngoài này. À đúng rồi, có một cái điều mình nhận ra là cái trong trò này mấy cái đồ này nó không mất đi gọi là độ bền. Trong này trò này không có hệ thống độ bền. Yeah boy. Oh, đây có cả quán cà phê đấy. Ê ông chú Presley này, hello. Chat phát. Nếu mà cháu làm chăm chỉ và không bao giờ bỏ cuộc. Ok. Mình có thể tặng quà này. Không rõ mình có thể tặng cái gì nhưng mà tặng cái này được không? Ông nhận được cộng một relationship. Có bà sơ đây. Ui rồi. Cái quả chữ V này hơi bị vĩ đại đấy. Cái chữ V cổ hơi sâu ấy. Tôi có cảm giác cái V khuyết ở cổ này nó hơi bị sâu quá ấy. Thực ra thì mình cũng có cái fetish sơ ra là không vấn đề. Ê, that's some fine fetish right there.
Thực ra ê, không vấn đề. Đừng 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 ôm hông nữa. Xẻ. Cái chỗ xẻ đùi nó cũng hơi sâu lắm. Xẻ đùi rất sâu và xẻ ngực rất sâu. Ok. Tôi thực sự rất là muốn lên mạng search rồi đấy. Hey, tặng cái này phải. À, suy nghĩ là những cái gì cần thiết. À, nghe. Mình không rõ là sau này mình có thể gọi là giúp bái được cái gì không, nhưng mà nếu mà giúp mình sẽ giúp khá là nhiệt tình. nhưng mà mỗi lần vào là mình sẽ thực ra thì mình vẫn còn đầy stamina, thế nên là quẩy lên thôi. Mỗi lần vào mất 80 vàng cả. Rất nhiều đấy. Nhưng mà ổ lạc, please đừng lạc là bơn. Rồi, ua. Ê, trông hay vật. Mình có máy scan và một cái jetpack à. Ok. Ấn F để tìm relic scanner để sử dụng relic scanner à. Cái gì đấy? Mình không rõ là mình đang làm gì à. What the fuck? No. Eto. Wow. Holy shit. Mình dùng cái này tẹt à? Cho hỏi đấy. Cho tớ hỏi là cái jetpack là dùng tẹt không có xăng luôn hả? Mỗi lần đáp xuống như kiểu siêu nhân ấy. Kiểu super hero landing ấy. Kiểu quỳnh vắt khói xung quanh theo tỏa ra. Từ từ để xem để đi tìm xem nó thì xung quanh đây nó có chỗ có cái gì không nhỉ? Khiếp, ông có đáp nhẹ xuống thôi mà ông đánh rắm xung quanh kinh quá. Chỗ này sao trông hoác vậy? Hả? Cái trông hoác này là sao? Thế hỏi thật đấy, tôi phải đi đâu vậy? Hello? Anyone here? What should I do? Rộng thì rộng vãi. Oh, wait a minute. What the fuck it is? Đây là một cái đường ray. mình đang hơi bị thắc mắc. Không biết là mình cần phải làm gì trong cái này. Mọi thứ đang rất là khó hiểu đối với mình. Nghĩ là mình sẽ cần phải lên đây chăng? Rồi sao? Mình có thể đi ra. Mình cần phải vào đây. Hả? Exit á? Exit là sao? Không có exit thì nha, tôi còn chưa tìm được cái gì đây, tôi mất 80 vàng vào đây nha. Còn chưa tìm được cái gì mà ông bảo là tôi exit là thế nào? Ông đùa tôi à? Học bọn lừa đảo này. Mình còn chưa nhìn được cái gì cả. Rốt cuộc mày đang tới tìm cái gì? Mày tìm về nơi vô vọng gì vậy? Hả? Cái gì này? The fuck? Tôi không hiểu cái gì cả. Tôi không hiểu một cái gì hết. Tôi cần phải làm gì ở đây? Mình đào kiểu đấy à? Ôi vai nhè. Cái trò này như thế á? Ok. Cứ thế đào thôi. Cứ đào về nơi xa lắm thế thôi. Ui. Ôi thế đào tẹt thôi bạn. Ôi mình đang thắc mắc là mình đào. Mình đang thắc mắc là không biết đào như nào. Ôi thế đào thôi. Quẩy lên. Những chỗ màu nâu mình đoán là chắc có đồ nhưng mà holy shit, trò này rộng đến thế cơ à. Mình không ngờ nó lại rộng mức này. Bây giờ tha hồ đồng luôn. Mình có thể giữ để nó đào. Cho nó đào về một hướng. Đào mức đấy thôi. Ok, đào mức đấy thôi. Đào phải đào cẩn thận. Từ đó, xem nào. Tức là cái dọi vẫn không rõ là điểm gì.
nó không quan trọng lắm. Đào được đồng là được rồi. Mình được đào được đồng tetbo trong như trong cái chỗ này như này mình thấy tuyệt vời lắm rồi. Không còn gì tuyệt vời hơn nữa rồi. Đào hết sức rồi. Hôm nay đào tetbo thôi. Quẩy lên. Đá không cần giờ chỉ cần đồng với cả tin thì vậy. Khó. 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 À, trong này thì chắc là đầy đá các thứ rồi thế nên là chả lo phải không? Mình đang thắc mắc là cái furnace của mình ở nhà ấy, không biết là nó có nâng cấp được hơn nữa không, tại vì nếu mà sau này mà có nhiều được cả cái hang để đào khoáng sản như này ấy thì nó hơi bị mệt để mà làm từng tí một như cái furnace mình đang dùng ở nhà. Trong này thì không biết là nó có cái gì hiếm ngoài tin với cả copper không. Để xem nào, lâu lâu nó rơi ra một cái tin, còn lại toàn copper. Mình thử đào ở chỗ này xem. À cái này thì đào ra đá. Từ từ cái chỗ ghi kia. Hừm. Ờ nó chỉ là cát thôi à? Ok. Mình cứ mong chờ một điều kỳ lạ xảy ra nhưng mà nó chỉ là cát. Khu này là có cát thôi. Không có gì đặc sắc lắm, cát và đá. Nha. Nha. Cát và đá thì tớ không cần. Tớ hem cần. Tớ cái tớ cần là tin với cả ấy thôi, cái copper thôi. Các đặc biệt là tin, tại vì tớ cần số lượng lớn tin. Không nhớ là bao nhiêu tin thôi. Chỉ nhớ là rất là nhiều. Từ từ có cái handbook đúng không nhỉ? Làm sao để mở handbook đâu nhỉ? Đây, handbook này. Cái cầu đâu? 30 tin. 30, 120 copper. Ôi vãi cả linh hồn bạn ơi. 30 tin và 120 copper á, từ từ đó các bạn bình tĩnh, từ từ mà bình tĩnh, từ tốn, đừng manh động là hết hồn. 30, 120, gấp đôi số lượng mình đang có. Jesus Christ. Trời ơi, đào đá con luôn. Vãi cả linh hồn. Sức tôi đào đâu cho bao giờ cho hết đấy. Nhưng mà chỗ này nhiều này, mình nghĩ là đào thì không hết ở đâu, chỉ là sức mình nó có chịu được đến đâu thôi. Còn lâu lâu lại còn... Mình đang nói về cái sức của thằng nhân vật của mình, như mọi người nhìn thấy nó đang tụt như tụt kìa. Tụt còn nhanh hơn cả tụt quần, tụt còn nhanh hơn cả lượt view của mình trong tháng vừa rồi ấy kìa. Jeez. Tôi nói, tôi cứ đùa, tôi đùa thôi, nhưng mà tôi đau. Tôi chết trong lòng một tí mỗi lần tôi nói câu đấy đấy. Câu đừng đùa. Ok, đào cái này ra nào. 87 thôi á, mình còn rất là nhiều đấy, cần rất là nhiều đấy, thế chưa đủ đâu bạn. Ui, mình sắp đào mòn ở chỗ này, nơi đào nó sắp gọi là sụt sâu không lên nổi đấy. Không biết là nếu mà mình đào lỡ sâu quá mình không lên nổi thì liệu có cách nào để mình tự tử, mình chết rồi mình quay lại nhà không. À thực ra thì đấy lý do tại sao nó có cái này đây. Ok. Thế ra là sao nó có cái đấy, ok. Mình thắc mắc vậy thôi. Hỏi biết. Đâu phải, từ từ, 99 rồi đúng không? Rồi 100, bây giờ mở cái này đây nào. 100 rồi nha. Bây giờ mình cần 20 cái nữa. Và 7 cái kia, ok. Có khi là được. Ê, lên cấp. Nếu mà mình may mắn mình sẽ 4 5 Không, không đủ. Lại phải quay lại. Chúng ta sẽ phải quay lại, ngày mai. Không. No. Hết sức rồi. Quả buồn. Quả là một chuyện buồn. Đùa, thiếu 3 cái. Ừ. Thiếu bao nhiêu? Thiếu 5, 6 cái, 7 cái. 7 cái đồng và 1 à và 3 cái tin. Ừ, mai phải bán, lại còn phải bán bớt đồng đi để mà ấy cơ. Để còn vào đây tiếp cơ, không thì nó không cho vào đâu. Cáu vai. Má. Thôi thì nó tìm đường đi về. Ô bà đùi. Đường nào giờ. Ê này này. Bay lên. Cái này bay tẹt à? Bay đâu cũng được à? Mà đi hơi lâu. Ô không, thực ra không phải bay tẹt. Mình nhìn thấy cái xanh vàng đỏ. Tức là nếu mà đỏ chắc là mình không lên, không bay được tiếp. Ok. Ok. Quay lên. Ok. Rồi. Gần đủ rồi thì nó lại như vậy. Trời đất ơi. Cay ghê. Ức
thật đó. Thôi vậy, chấp nhận, đau thương, mất mát, buồn lắm nhưng mà phải cắn răng mà chịu thôi bạn ơi. Biết thế nào được, tối rồi cơ mà, 20 giờ, bây giờ là 10:20 dạ. Thiệt là bùng. Để kiểm tra xem là cái lò của mình nó đi đến đâu rồi. Nó đã xong chưa vậy? Nó xong rồi hả bạn? Oh, hết xăng. No. Fuck, mình quên mất không kiểm tra vụ xăng. Fuck my life. Buồn ghê. Mình nên làm trước cái bronze. À không 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 không, vì mình mất thời gian làm một cái này. Ừ. Thôi đi loanh quanh lúc đợi 2 tiếng, lại 2 tiếng trong cái trò này trôi nhanh mà. Đợi cho hết 2 tiếng rồi mình quay lại mình lấy xong mình bắt đầu làm cái đống bronze kia. Trong khi đấy mình sẽ đi bán ít đồng để mình lấy tiền. Mình mong là quặng đồng nó bán ra cao giá hơn cái đá, không thì ta không mở cửa. Đi quanh xem có chỗ nào đi không? Có đi chỗ nào quẩy đêm không bạn ơi? Có chỗ ăn này, có chỗ mua đồ ăn này. Có gì ăn được không? Có thể mua được cái này. 50 vật. Điên à. Cộng 50, à cộng 10 tấn công này, cộng 10 phòng thủ. Chả liên quan gì đến sức khỏe cả. Má mày. Mở vào đâu? Ô mình vào được này. Ô ok, đi thăm thú xung quanh tí xem. Ê Sonia. Tránh sao ạ? Hết hồn. Má. Bà sơ kia trông xinh bao nhiêu, sao nhìn gặp bà này hết hồn mấy nhiêu. Quả môi không lấn được vào đâu cả, sợ thật. Khuôn mặt vô cùng what the heck. Sao mọi người biến mất hết rồi này? Oh, mình có thể ném cái này mà. Oh. Uầy. Siêu bay. Mình cần ném vào giữa tâm đúng không? Đâu? Trống thôi các bác. Thật là điêu toa. Hey, rồi. Hey, hey. Sợ cần đúng. Hey, success. 100 điểm. 5 bàn. Ok. Mình không biết cái đấy điểm gì cả. Ê, con dở hơi kia vừa đấy đâu rồi. Ô, mình có thể chơi được không? Tôi muốn kiếm tiền. Cho tao kiếm tiền. Tao cần kiếm tiền ngay lập tức. Đây là rồi, ngày hôm đó cậu bé Marco bán hết cả trang trại lẫn xưởng làm việc đi để chơi cờ bạc kiếm tiền. Ôi về đi ngủ. Không biết là hết 2 tiếng chưa nhỉ? Xem nào. Bây giờ là 23 giờ chắc là hết rồi. Có thể bách cái xe đạp kia ở góc đường kia đó. Tờ xin cái xe đạp này được không? Được à? Chán đấy. Có xe đạp đi lại đỡ hơn đi bộ đúng không? Mình hết sức rồi, giờ mình không chạy rồi. Nó đi về. Đi về. Thằng này có đông cháu cha rác ở ma nên được cái nhà ngay bên cạnh thành phố. Chắc nhiều kiểu mấy ông bà ở tít chỗ xa xa kia chạy mỗi đơn ngày để chạy đến thành phố phải gọi ở cơm. Bao nhiêu máy đã chạy bằng cơm gì chứ. Rồi nào, xin ạ. Rồi ok, chế tạo cái máy cưa nào. Cưa đâu rồi? Ôi lại còn phải làm cái bronze axe. Jeez. Sao chúng mày cứ phải làm như vậy với tao? Không sao, không sao cả. Tất cả đều trong tầm tính toán của Khánh cả rồi, không sao cả. Ok, hai cái. Ok, nhét hai cái vào đây. Nắm. Rồi. Xong. Ta đã có một cái bàn làm đồng. Mình sẽ để gọn gàng vào góc này thì mình có thể làm hardwood plank. Nhưng mà mình làm sao để chặt cái này thì mình vẫn chưa rõ. Lại còn phải power stone nữa. Mình không tìm thấy power stone trong kia. How I can do this? Thôi thì đi ngủ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người trong lần sau. Goodbye.